Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ sáu tuần thứ ba phục sinh, ngày 19 tháng 4 năm 2024. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh Cái Dầu, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Giê-xu đã nói với người Do Thái rằng: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ăn và uống là điều không thể thiếu nơi con người. Có ăn, có uống thì con người mới duy trì được sự sống. Chỉ sống thôi thì chưa đủ. Con người cần phải lớn lên và phát triển. Để một cơ thể phát triển tốt, cần cung cấp một nguồn dinh dưỡng đảm bảo chất lượng và lành mạnh. Nhưng là một người con Chúa, chúng ta không chỉ dừng lại ở sự sống tạm bợ đời này. Chúng ta được mời gọi hưởng sự sống đời đời bằng việc ăn chính thịt và máu Chúa. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta ăn thịt và uống máu của người để có sự sống đời sau. Đời này Chúa đã ban cho con người của ăn thức uống để nuôi dưỡng phần xác. Còn phần hồn, Chúa nuôi chúng ta bằng chính thịt và máu người. Chúa nuôi dưỡng ta bằng chính mạng sống của người. Thời gian chúng ta sống trên trần gian này có giới hạn. Cho nên mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta sống mật thiết với Chúa hơn. Những mối bận tâm đời thường là điều phải có, nhưng chúng ta đừng dừng lại nơi chúng, bởi vì cùng đích của chúng ta là sự sống đời đời ở đời sau. Để có được sự sống đời sau, tự sức chúng ta không thể làm được, mà chỉ có sức mạnh của Chúa mới giúp ta đạt được. Chỉ khi nào ta biết sống kết hợp, gắn bó với Chúa nơi bí tích thánh thể, ta mới có chất dưỡng nuôi linh hồn. Chất dinh dưỡng này không mất, không hao hụt nếu ta biết mở lòng đón nhận Chúa. Chính thịt và máu Chúa là nguồn mạch dẫn chúng ta tới sự sống đời đời. Để duy trì sự sống linh hồn chúng ta cần ở lại trong Chúa. Muốn được Chúa nuôi dưỡng, chúng ta phải để Chúa ở lại trong ta. Điều Ngài mong muốn nơi chúng ta là hãy nhận ra tình yêu của Ngài và sống thánh thiện để được ở với Ngài đời đời. Vì thế, mỗi người hãy cố gắng sống gắn bó với Chúa trong từng giây phút ngắn ngủi trên cuộc đời này. Cuộc sống hàng ngày thì cứ lo, nhưng cũng đừng quên cùng đích của cuộc đời mình là tìm kiếm sự sống đời đời nơi nước Chúa. Lạy Chúa, chỉ có tình yêu của Chúa mới cho con sự sống vĩnh cửu. Xin giúp con cảm nghiệm được tình yêu của Ngài tuôn đổ trên cuộc đời con. Nhờ đó,
con luôn ý thức sống đẹp lòng Chúa ngày từng ngày trong đời sống hiến dâng của con. Amen. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ chẳng khát bao giờ. Vì đây mình ta chính là của anh, và dòng máu ta sẽ mang hạnh phúc trường sinh. Chúa đã ban bánh thiêng từ trời, cảm tạ ơn Chúa đã nuôi sống con mỗi ngày, trở thành tấm bánh để ban sự sống muôn đời, trở thành thân hương giúp con về đến quê trời. Về